Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Top Sao Hàn, và ngày nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Các thần tượng Hàn Quốc nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp, trong đó thì rất nhiều mỹ nhân sở hữu những đặc điểm cơ thể đáng mơ ước, trở thành thương hiệu riêng mà khán giả thường xuyên nhắc đến với sự ngưỡng mộ. Thứ nhất, bờ vai của Jennie. Blackpink ngay từ khi debut đã gây ấn tượng với ngoại hình đồng đều, không có lỗ hổng visual. Trong đó thì phải kể đến Jennie, cô nàng sở hữu gương mặt đẹp, vóc dáng thon gọn và tỷ lệ cơ thể cân đối. Đặc biệt thì bờ vai ngọc ngà chính là vũ khí hạng nặng của nữ thần tượng. Jennie có bờ vai thanh mảnh thẳng tắp như chiếc móc áo, kết hợp hoàn hảo với chiếc cổ thiên nga và xương quai xanh quyến rũ. Mỗi khi main rapper nhà Blackpink diện áo trễ vai hay váy 2 dây thì đều quyến rũ và sang chảnh hết nấc. Thứ hai, body siêu thực của Karina. Debut chưa lâu nhưng Karina đã nhanh chóng khẳng định sức ảnh hưởng xuất sắc, dẫn đầu vào xếp hạng danh tiếng thành viên nhóm nhạc nữ tháng 6 năm 2021. Cô nàng gây chú ý với gương mặt đẹp hơn cả nhân vật ảo. Bên cạnh đó thì body hoàn hảo khó tin của Karina cũng khiến người hâm mộ nức lòng mỗi khi ngắm nhìn. Cách đây không lâu, những bức ảnh trên đường đi làm của Karina trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nữ thần tượng diện áo crop top và quần short, outfit đơn giản lại càng làm nổi bật ngoại hình xuất chúng của Karina. Cô nàng đẹp như nhân vật bước ra từ truyện tranh dù ảnh đời thường chưa qua chỉnh sửa. Thứ ba, mái tóc của Rosé. Là thành viên ít thay đổi kiểu tóc nhất Blackpink nhưng Rosé lại tạo ra dấu ấn riêng với bộ phận này trên cơ thể. Nữ thần tượng gắn liền hình ảnh của mình với mái tóc dài ép thẳng hoặc uốn cong gợn sóng. Mỗi khi biểu diễn trên sân khấu, những cú hất tóc thần thánh của cô nàng có sức sát thương mạnh mẽ với khán giả. Rosé cũng khéo léo biến tấu để tạo hình của mình không bị nhàm chán và thăng hạng visual. Hiếm khi nào nữ thần tượng giữ màu tóc tự nhiên. Cô nàng yêu thích những màu nhuộm sáng như là vàng, đỏ, hồng và thay đổi kiểu đầu búi thấp, buộc nửa, buộc đuôi ngựa đa dạng. Thứ tư, làn da của Dahyun. Xuất thân từ vườn hoa nhà JYP, Dahyun gây chú ý với nhan sắc xinh ngất ngây. Cô nàng sở hữu vẻ đẹp ngây thơ đáng yêu, rất phù hợp với hình tượng của nhóm. Tuy vóc dáng bé hạt tiêu nhưng mỹ nhân nhà Twice luôn nổi bật nhờ làn da trắng phát sáng của mình. Làn da của cô nàng trắng bật tông, đôi khi còn dìm các đồng đội bên cạnh. Dù ảnh đời thường hay trên sân khấu thì ngoại hình sáng rực của cô nàng luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Thứ năm, răng thỏ của Nayeon. Nayeon có ngoại hình đẹp sáng sân khấu, cô nàng luôn tỏa ra nguồn năng lượng vui vẻ nên thường đảm nhận các đoạn hát mở đầu. Bên cạnh đôi mắt như biết nói và má bánh bao, chiếc răng thỏ cũng là đặc điểm nhận diện đáng yêu của nữ thần tượng. Chiếc răng cửa to không làm Nayeon trở nên kém sắc, ngược lại nó còn giúp Nayeon trông dễ thương và trẻ trung hơn. Mỗi khi nữ thần tượng nở nụ cười là khiến trái tim các fan rung rinh. Chúng mình là Top Sao Hàn và bạn đừng quên like, share, subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.